Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục quay trở lại với sơ đồ mạch điện. Và hôm nay mình sẽ lại chia sẻ tới anh em sơ đồ mạch điện chính của xe Lít 125 đời 2022. Xe dùng đèn pha sợi đốt. Và cơ bản thì những mạch điện của dòng xe Lít của hãng Honda thì mình chia sẻ tới anh em. Đến bây giờ thì cũng cơ bản cũng tương đối nhiều rồi. Và cũng các dòng các đời xe rồi đúng không ạ? Đấy. Và còn một đời xe 2022 này nhưng mà dùng hệ thống chiếu sáng LED nữa thì mình sẽ chia sẻ sau video này. Anh em nào quan tâm thì anh em có thể đón xem nhé. Và hôm nay thì với sơ đồ mạch điện chính đây rồi thì mình cũng đã cơ bản là hoàn thiện và mình sẽ chia sẻ với anh em, đặc biệt là những anh em mà chưa có điều kiện tiếp cận được tài liệu thì anh em xem thì anh em cũng có cái nhìn tổng thể hơn về cái sơ đồ mạch điện chính của dòng xe này nhé. Vâng, anh em thấy gì? Vẫn điện âm ắc quy 12V được đưa lên bằng dây màu xanh lục và được bắt chặt ra khung, đúng không ạ? Điện dương ắc quy được đưa lên bằng dây màu đỏ và đi tới cầu chì chính 25A. Và sau khi điện dương ắc quy đi qua cầu chì chính 25A, chuyển màu thành dây đỏ sọc trắng và đi tới tiếp điểm của rơ le chính và nằm chờ đó. Mạch điện dương ắc quy thứ hai thì đi tới cầu chì 10A này, trước khóa. Và sau khi đi ra thì bằng dây đỏ sọc trắng và đi lên ổ khóa điện, đúng không ạ? Tiếp theo, mạch dây đỏ đi tới cầu chì 10A và đi ra thì vẫn là dây đỏ và cấp nguồn cho hai thiết bị. Đấy, một là SCU và hai là cụm đồng hồ. Đây là nguồn cho SCU và đồng hồ chiếc khóa, đúng không ạ? SCU chính là bộ điều khiển khóa thông minh. Vâng, sau khi ta bật ổ khóa điện thì anh em thấy là dây đỏ sọc trắng này, sau cầu chì 10A này. Đấy. Điện dương ắc quy sẽ được nối sang dây xanh, mình xin lỗi, được nối sang dây đỏ sọc xanh lục, đúng không ạ? Dây đỏ sọc xanh lục này thì cấp nguồn cho ECM, cấp nguồn cho máy đọc lỗi, đây chính là jack đọc lỗi DLC. Đấy, cấp nguồn cho SCU chính là nguồn sau khóa cho bộ điều khiển khóa thông minh. Và gì? Đi tới cuộn từ của rơ le sạc đè chính là rơ le 5 chân. Đấy. Vậy thì anh em thấy đã khác những cái đời trước đó rồi đúng không ạ? Đời trước đó thì cái dây này này thường là dây đèn sọc trắng đúng không ạ? Nhưng với xe này thì nó là dây đỏ sọc xanh lục. Đấy, vậy thì nó đã khác nhau rồi. Nếu như anh em mà không có sơ đồ thì thực chất là anh em cũng lại chưa biết được chính xác đường dây này nó xuất phát từ đâu. Đấy, nhưng mà thực chất thì nó cũng như dây đen sọc trắng ở những cái đời xe trước thôi, đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo thì dây đỏ sọc xanh lục này cấp nguồn cho cuộn từ của rơ le chính. Và như trên sơ đồ thì anh em thấy là cuộn từ của rơ le chính đã được nối mát sẵn rồi, đúng không ạ? Bằng dây xanh lục. Cho nên là khi ta bật ổ khóa điện thì cuộn từ của rơ le chính cũng sẽ gì? Lập tức hút tiếp điểm ma vít. Đấy, và rơ le chính cũng làm việc ngay, đúng không ạ? Để đóng tiếp điểm ma vít dẫn điện từ dây đỏ sọc trắng sau cầu chì chính 25A này được nối sang thanh đồng, đúng không ạ? Và thanh đồng này thì dẫn điện tới hai cái cầu chì phụ 10A sau tiếp điểm của rơ le chính. Đấy. Cầu chì 10A thứ nhất, điện dương ắc quy sau khi đi ra thì bằng dây màu đen sọc trắng. Đấy. Và dây đen sọc trắng này thì anh em nhìn trên sơ đồ sẽ được cấp nguồn tới các thiết bị bao gồm cấp nguồn cho kim phun, đấy, cấp nguồn dương ắc quy cho mô bin sườn, đấy, cấp nguồn cho bơm xăng, đấy, rồi cấp nguồn cho van từ cầm chừng nhanh, đấy, rồi cấp nguồn cho van từ evapo chính là van bay hơi thông hơi bình xăng đấy nhá. Đấy. Và tất nhiên những thiết bị này như kim phun, mô bin, bơm xăng, van từ cầm chừng nhanh và van từ evapo thì được ECM điều khiển nhé. Và cụ thể là ECM sẽ dập mát cho các thiết bị này. Đấy. Và ECM dập mát được cho các thiết bị này thì chính là gì? Chip chủ sẽ điều khiển các transistor để dập mát cho các thiết bị điện phía trên, đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo, cầu chì 10A này, đấy, điện dương ắc quy sau khi đi ra thì bằng dây đỏ sọc xanh dương và đi lên ổ khóa điện. Và lúc này thì khóa điện ta bật rồi, cho nên là gì? Dây đỏ sọc xanh dương sẽ dẫn điện dương ắc quy sang dây
đen sọc nâu. Đấy. Và dây đen sọc nâu này thì anh em thấy gì? Sau nó là nó sẽ cấp nguồn cho một loạt các thiết bị điện cũng tương đối nhiều, đúng không ạ? Đấy. Và anh em thấy gì? Đầu tiên nó chính là đi tới công tắc an toàn, đúng không ạ? Công tắc an toàn này chính là công tắc được đấu song song với công tắc đèn phanh. Đấy. Công tắc bên trái anh em nhé. Đấy. Công tắc đèn pha cốt và công tắc đèn phanh trước và công tắc đèn phanh sau. Đấy. Dây đen sọc nâu này tiếp tục đi tới công tắc còi, đúng không ạ? Còi này còi chờ lửa. Đấy. Bởi vì mát đã có sẵn ở còi rồi. Đấy. Rồi gì? Đi tới đèn soi biển số. Đấy. Rồi cấp nguồn cho cảm biến tốc độ VS. Đấy. Rồi đèn vị trí. Đấy. Rồi đến đèn hậu, rồi lên cụm đồng hồ, đúng không ạ? Đây chính là nguồn cho cụm đồng hồ sau khóa, đúng không ạ? Đấy. Rồi anh em thấy gì? Dây đen sọc nâu này đấy, được đi qua bởi một con diode, đấy, dẫn điện đi qua bởi một con diode, đấy. Và diode này thì đi tới gì? Tiếp theo là đi tới giơ le xi nhan. Vậy thì diode này với anh em biết rồi thì không nói làm gì, đúng không ạ? Còn những anh em chưa biết thì tại sao nhà sản xuất lại phải đặt một con diode ở đây? Bởi vì cái này thì nó lại liên quan đến mạch tìm xe, đúng không ạ? Của hệ thống khóa thông minh. Khi ta bấm tìm xe thì từ trong bộ điều khiển khóa thông minh chính là SCU sẽ có điện dương đi tới 4 bóng xi nhan để báo vị trí xe cho ta biết là xe ở đâu, và bốn bóng xi nhan sẽ sáng lên, đúng không ạ? Vậy thì lúc này bốn bóng xi nhan sáng thì chắc chắn là phải có điện dương quay ngược lại, đúng không ạ? Quay ngược lại dơ le xi nhan và quay ngược đến đây thì diode chặn lại, không cho điện dương ắc quy quay ngược ở đây nữa, mà chỉ có điện dương ắc quy đi qua diode thôi. Vậy thì diode thì anh em biết rồi, nó như là một cái hòm giỏ thôi, chỉ có đi một chiều thôi, không thể quay ngược lại được. Vậy thì tác dụng diode là chặn đường điện sau khi ta bấm tìm xe thì được đến đây là chặn lại, không đi ngược về các thiết bị điện phía sau nó, đúng không ạ? Để đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện phía sau. Đây là tác dụng của con diode đặt ở đây, đấy, trên đường đi tới cấp nguồn cho dơ le xi nhan. Để anh em, những anh em mà chưa nắm được thì anh em cũng biết cách để anh em... Một là có khi là đến một ngày nào đó, đúng không ạ? Anh em thấy mạch xi nhan này có thể nó không sáng, biết đâu là diode này hỏng, không dẫn điện qua nữa, thì anh em cũng biết cách để anh em tìm bệnh, đúng không ạ? Đấy, tại sao lại có một diode đặt ở trên đường như vậy? Thì anh em chưa nắm được thì anh em cũng biết được tác dụng của diode này nhé. Đấy, thì cơ bản thì sơ đồ mạch điện chính của dòng xe này thì mình cũng đã chia sẻ với anh em. Có thể đến bây giờ cũng là cơ bản là xong rồi, đúng không ạ? Đấy, thì những anh em mà chưa có điều kiện mua tài liệu thì anh em cũng xem và anh em có cái nhìn tổng thể hơn về sơ đồ mạch điện chính của xe LIT 125 phân khối đời 2022. Đấy, xe dùng đèn pha sợi đốt anh em nhé. Đấy. Còn về cuối video thì cũng như các video khác thôi. Đấy, anh em cần tài liệu sơ đồ mạch điện này, rồi anh em cần... các dòng máy Motosen Tab, đúng không ạ? Thì anh em liên lạc với mình từ máy Motoken CE phiên bản tiết kiệm chi phí. Thế thì với phiên bản này thì chỉ có 8.300.000 đồng thôi anh em nhé. Đấy, phiên bản này thì rất phù hợp với anh em mà công việc cũng vừa đủ. Đấy, anh em không cần những cái chức năng nâng cao thì anh em dùng phiên bản này thì rất là hợp lý. Còn những anh em mà dùng tới những cái chức năng nâng cao thì anh em dùng tới Motosen Tab này này. Đấy, thì với phiên bản này thì anh em dùng thì không phải trả phí hàng năm. Đấy, cho nên anh em rất là thuận lợi, anh em dùng mua một lần là anh em dùng trọn đời luôn. Đấy. Bởi vì những cái phiên bản máy Motosen Tab thì anh em biết rồi, ngày nay thì rất hay ở chỗ là công ty cũng tích hợp liền sơ đồ mạch điện luôn. Đấy, cho nên là rất thuận lợi cho anh em tra cứu, sửa chữa. Đấy, bởi vì là có sơ đồ mạch điện liền cho nên là anh em rất là tiện lợi trong quá trình anh em tra cứu sửa chữa. Đây là mình cũng đang mở tra cứu về tính điện trở 5 vạch màu. Và máy Motosen Tab thì anh em biết rồi. Đấy, vừa mình mới nói xong là tra cứu tính toán thì anh em cũng chưa cần phải kết nối những bộ máy Motosen Tab ngay. Đấy, và khi anh em đã cài đặt xong máy Motosen Tab rồi, đúng không ạ? Thì anh em cũng đã tra cứu được các sơ đồ mạch điện rồi, rất là tiện lợi. Anh em nhìn này, đấy, mình chưa hề kết nối nhé. Đấy,
Cho nên là khi mà anh em có những cái thiết bị này thì anh em tra cứu rất là tốt, đúng không ạ? Đấy. Tài liệu kỹ thuật thì anh em bấm vào đây cho mình. Đấy. Mình cũng nói qua một chút về cuối video. Đấy. Anh em nào quan tâm thì anh em theo dõi nhé. Anh em có thể tra cứu các sơ đồ mạch điện, đúng không ạ? Ví dụ như Ablet đời 2020. Đấy. Anh em muốn tra những cái ví dụ sơ đồ nguyên lý hệ thống động cơ, đúng không ạ? Anh em cũng có sơ đồ nguyên lý hệ thống động cơ luôn. Đấy. Đấy. Vị trí các cảm biến luôn. Hay xem. Đấy. Đấy, rất là tiện lợi, đúng không ạ? Đấy. Rồi anh em muốn tra sơ đồ hệ thống đánh lửa là có hệ thống đánh lửa luôn, đúng không ạ? Đấy. Rồi anh em muốn tra sơ đồ hệ thống khởi động điện thì anh em bấm vào đây là có hệ thống khởi động luôn. Đấy. Rất là tiện lợi cho anh em nhé. Đấy. Anh em muốn tra sơ đồ hệ thống ABS, rồi hệ thống chống bó cứng phanh ABS thì cũng có luôn. Đấy. Đấy, các chân, đúng không ạ? Các chân của bộ điều khiển ABS. Đấy, anh em thấy rất là rõ nhé, đúng không ạ? Sơ đồ hệ thống nạp. Đấy. Hệ thống nạp điện. Rồi, cũng có cho anh em luôn. Anh em muốn sơ đồ mạch điện nào thì anh em có sơ đồ mạch điện đó nhé, đúng không ạ? Rồi gì? Thông số kỹ thuật. Đấy. Rất nhiều anh em hỏi thông số kỹ thuật đâu là chuẩn đây. Đây chính là các thông số kỹ thuật chuẩn ở trong đây. Đấy. Của Honda Shinso luôn anh em nhé. Đấy, chẳng qua là anh em có biết cách tra cứu hay không mà thôi, đúng không ạ? Đấy. Đấy. Tất cả có thông tin hết, đúng không ạ? Đấy. Rất là dễ, đúng không ạ? Đấy. Rồi. Vậy thì anh em có những cái bộ máy Mosentat này thì anh em tra cứu rất là tiện lợi. Đấy, rất là tiện lợi mà anh em có như một cái quyển sách rất là dễ sử dụng, đúng không ạ? Cần đâu là có đó hết. Đấy là mình là ví dụ thế để anh em cũng nắm được nhé. Đấy. Rồi, còn với những anh em mà cần những cái bộ đồng hồ đo điện, đồng hồ của hãng Kyujitsu của Nhật Bản đây thì anh em quan tâm thì anh em điện thoại cho mình, đúng không ạ? Đấy, thì với bộ đồng hồ này thì anh em biết rồi. Đấy, tất cả những cái thiết bị mà đã là của Nhật Bản thì anh em cứ yên tâm về chất lượng. Đấy, bởi vì đồng hồ thì sử dụng rất là bền. Đấy, và cho thông tin chính xác trong nhiều năm. Đấy, chứ nó không nhanh sai số như cái đồng hồ rẻ tiền khác. Đấy. Trong đồng hồ thì có một đôi pin đây và bộ que đo, đúng không ạ? Rất là chắc chắn, xịn sò luôn, của Nhật Bản luôn. Đấy. Đây là vỏ hộp của đồng hồ. Đấy. Và còn đồng hồ đo áp thì nói đúng ra lần này là mình cũng đã gửi hết cho anh em rồi, mà nói đúng ra mình cũng còn đang nợ anh em đồng hồ đo áp, bởi vì công ty DTD ô tô thì cũng phụ thuộc vào nguồn đồng hồ nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đấy, cho nên là công ty cũng chưa kịp nhập khẩu được, cho nên là mình cũng đã đặt rồi nhưng mà cũng chưa có, công ty cũng chưa kịp gửi cho mình. Đấy, bởi vì nguồn đồng hồ cũng chưa nhập về được. Đấy. Bởi vì anh em biết rồi, với các thiết bị đo lường thì cái phần đồng hồ là rất là quan trọng và có thể nói giá trị nhất vẫn là cái phần đồng hồ. Đấy. Ví dụ như đồng hồ đo áp là công ty DTD ô tô là nhập khẩu Hàn Quốc. Đấy, nên là đồng hồ rất là tốt. Đấy, cho thông tin rất là chính xác và bền nhé. Đấy thì sắp tới thì công ty cũng gửi cho mình, anh em nào cần thì anh em lại tiếp tục liên lạc với mình sẽ gửi cho anh em nhé. Đấy, còn ngoài ra thì anh em cần các bộ thiết bị ví dụ như là Evo 3 hoặc Evo 4, đúng không ạ? Đây là cái bộ phụ kiện đa năng tùy chỉnh công suất động cơ, nó như là một cái máy chẩn đoán lỗi thu nhỏ của cá nhân từng xe. Đấy. Đấy. Dùng điện thoại di động luôn anh em ạ. Đấy. Và tích hợp chức năng chống trộm luôn. Đấy. Rất là hiện đại. Đấy. Xử lý, chuyên xử lý những cái bệnh ví dụ hụt ga đầu hoặc là hao xăng, đúng không ạ? Lỗi do e xem. Đấy thì anh em quan tâm các sản phẩm nào thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo số máy điện thoại 0979 407 116. Mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Mình xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.